Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Thì hôm nay mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy cây phôi hoa giấy Mỹ và cái sức sống mãnh liệt của nó nha. Đây là những cái cây phôi hoa giấy Mỹ mà mình nhổ lên mình vứt, do nó bị nấm á các bạn, cho nên mình nhổ lên mình vứt nha. Tuy nhiên thì chúng ta cứ vứt vậy thôi mà nó vẫn sống nè các bạn. Đây, chứng minh cho các bạn thấy luôn, đây là cây hoa giấy Mỹ mình nhổ lên mình vứt nè, nhưng mà nó vẫn sống, cành lá vẫn xanh nè các bạn, bạn thấy rõ không, cành lá vẫn xanh nha. Mình mặc mình cứ vứt khơi khơi giữa nắng vậy thôi, nó vẫn sống. Còn mình vứt ở trong mát đây, đây mình vứt ở trong bóng mát đây, đâm rễ luôn các bạn, rễ của nó nè, mình vứt trong bóng mát nó đâm rễ và nó sống luôn, phát triển bình thường luôn nha. Đây là những cây phôi hoa giấy Mỹ. Thì thông thường các bạn, có nhiều bạn á thắc mắc hỏi sao mà mình làm những cái video mình bán hàng á thì mình cứ để cây nó cụi cụi như vậy không à, rồi vậy nó có sống không, mình cứ kêu mình bao sống anh em cũng không tin, anh em kêu bán rồi thì bao sống thì rủi nó có chết thì cũng biết bắt thường ai, nhưng mà mình bao sống thì các bạn cứ yên tâm, thì mình bao sống chết bình thường, đó là cam kết của người bán hàng như mình nha. Đây các bạn thấy không, rễ này ra xanh mướt luôn nè, lá sống luôn, lên lên bông luôn nè các bạn. Mặc dù là không được trồng hết nha, chỉ nhổ vứt đại thôi, chúng ta cứ vứt vậy thôi nó vẫn sống nha. Đây là những cây mà hồi lần mình trồng nó bị nhiễm bệnh đó các bạn, những cái phôi mình trồng nó nhiễm bệnh cho nên là mình nhổ mình vứt và mình thay vào đó là những cây con mới thay lại nha. Đây nữa nè các bạn, thấy cái sức sống của nó thế này, mình bao sống các bạn có tin chưa, ra hoa luôn nha các bạn. Mình phát hiện ra điều này thì rất là lâu rồi, tuy nhiên mình nói với các bạn hoài luôn á, mình bán hàng mình bao sống thì anh em, các bạn thấy không, da nó vẫn tươi nè, da vẫn xanh. Tuy nhiên những cây này nó nhiễm bệnh rồi thì mình không có sử dụng các bạn, cái nhiễm bệnh này rồi thì mình sẽ bỏ nha, mình không có xài nữa, nhiễm bệnh nữa các bạn. Mặc dù da nó còn tươi nha, nhưng mà nó bị bệnh rồi thì nó cũng không có giá trị, cũng như là về lâu dài thì nó cũng sẽ không có bền đó. Thật ra mà nói, nếu mà mình lương tâm người bán hàng á thì mình những cây này mình nhổ mình bỏ nha, chứ nếu thật ra mà nói các bạn, mấy này mình có lấy mình bán cho các bạn đâu, các bạn cũng không biết đâu thiệt, nó không sống, nó không chết, bao sống cho các bạn đàng hoàng luôn, giá lá nó xanh tươi luôn, hoa quá trời luôn, mặc dù đã được mình nhổ mình vứt vứt vậy đó, nhưng mà nó vẫn sống nha, không chết. Đây nè các bạn thấy không, ra rễ luôn, mình giục cây khơi mà nắng luôn, ra rễ vẫn xanh tươi đàng hoàng. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video mình chia sẻ cho các bạn thấy những cái cây mà cái phôi hay giấy Mỹ mình bán, sức sống của nó kinh khủng lắm các bạn, chứ không phải mà nó bao sống cho các bạn là mình nói suông đâu, bao sống trồng chết bình thường, nhưng mà các bạn phải trồng đúng theo cái sự hướng dẫn của mình nha, chứ các bạn làm ẩu thì mình cũng thua, mình cũng chịu à. Đây mình cứ nhổ dục ra đại nè, ra rễ nè, rễ vẫn xanh nè các bạn, dễ xanh. Mình thì mình phát hiện nấm bệnh thì mình cứ nhổ mình vứt thôi, chứ thật ra mà nói mình mà cứ để bán cho các bạn cũng không biết đâu, nhưng mà mình thì mình không có làm ăn vậy, cây mình rất là nhiều, do đó cái nào mình gửi đến các bạn, ví dụ mình bán hàng cho các bạn, cái nào mà bị lỗi thế này thế kia là mình sẽ báo luôn, anh em nào chấp nhận thì xài, còn anh em nào không chấp nhận thì thôi, đó là lỗi nhẹ nha, còn lỗi mà nặng thì mình sẽ bỏ luôn, mình sẽ không bán nha. Hàng mình rất là nhiều luôn, cho nên mình không có cần phải gạt cảm anh em làm gì. Rồi thì hôm nay thì con số, hôm bữa mình lên video trước cũng vậy, con số anh em hỏi mình chứ sao không bó bầu lại dao mà để vậy, người chết thì sao. Mình cứ kêu là cây này rất là bền bỉ các bạn, không bao giờ chết được, bạn cũng không tin. Hôm nay cố tình mình làm một cái video này mình chia sẻ cho bạn thấy nè, không chết nha, bảo đảm không chết nha, mặc dù đã được mình vứt cách đây khoảng hơn nửa tháng nay rồi các bạn, hơn nửa tháng nay rồi là mình sẽ thay thế cho những cái cây thế này nè, mình chậm lại do hồi lần mình trồng người nó bệnh nó chết á, cho nên là mình bao sống cho các bạn, thì các bạn cứ yên tâm nha. Còn nơi khác thì mình không biết, chứ còn chỗ mình là mình cây nào nhiễm bệnh là mình cứ vứt hết. Rồi thì hôm nay video mình làm video ngắn mình chia sẻ cho các bạn vậy thôi. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm cây phôi hoa giấy thì cứ liên hệ với mình, cây phôi thì mình bao la vô biên, đủ loại, lúc nào cũng có hàng cung cấp cho các bạn hết nha. Thì mình trồng rất là nhiều khu vực này khu vực khác, thì mình bứng hết cái vườn này là mình sẽ canh tác tới cái vườn kia rồi, do đó là mình sẽ không bao giờ bị đứt hàng cái mặt hàng này nha. Mấy cây này mình cũng đã được mình trồng rất là lâu rồi các bạn nè, móc cời hết đen hết nè, nhưng mà vườn này mình cũng chưa đến lượt khai thác, còn phải khai thác mấy vườn nữa mới tới lượt nó, mình còn 2-3 vườn chuẩn bị khai thác nữa mới tới lượt nó nha.
Rồi thì hôm trước mình lên cái video đó thì bạn nó cũng nói, thì mình nhắn gửi các bạn đó là yên tâm nghe, muốn mua hàng thì yên tâm, cũng như là mình không hiểu về cái thẻ hồ giấy thì cứ tìm hiểu đi, hằng mình ha tự tin đặt hàng nha. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.